Con tên gì? Tên Huỳnh An Khang. Hả? Huỳnh An Khang. Con Huỳnh An Khang hả? Ừ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi hả? Có đi học không? Có. Đi chào chú. Nhà có mấy anh em? Có 5. 5 anh em hả? 3 hay 5? 3. Có chị gái không? Không. Ồ vậy hả? Nè đụng nó cái đi. Hùng vĩ
Ok, đi tiếp các bạn ơi, còn 50 cây nữa. Đường nhỏ quá, mình không dí lên top 1 được. Chậm ngã rẽ luôn mới rẽ đường nào anh? Hả? Cái chậm đường rẽ luôn mới rẽ đường nào? Ngay cái dốc mà mọi người đang chờ dưới đó hả? Đây hai mọi người đang chờ dưới biết ai đâu. Ờ, nó ở chỗ nào tại vì xuống cái dốc nó có nhiều ngã rẽ quá, mấy người không biết đi đường nào. Đi hết dốc rẽ trái đi. Rẽ trái thì có cái nhà hàng to đùng á là có xe của fan đang đợi. Rồi vậy là mới tới giảng rồi. Đó có đúng một cái định vị rồi. Biết tiếng Việt không? Con tên gì? Tên Huỳnh Anh Khang. Hả? Huỳnh Anh Khang. Con Huỳnh Anh Khang hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi hả? Có đi học không? Có. Đi chơi chú. Học lớp mấy rồi? Lớp 4. Học lớp 4 rồi hả? Học ở đâu? Lớp 4. Ở đâu? Lớp 4. Bột cố hả? Lại đâu ta? Lại ở đây. Gần đây không? Nhà có mấy anh em? Có 5. 5 anh em hả? 3 hay 5? 3. Có chị gái không? Không. Ồ vậy hả? Nhà con có chị gái không? Không. Không luôn hả? Có chị gái không con? Không. Không luôn hả? Ủa có đứa nào có chị gái không? Em bên đây cũng được nha. Ồ. Vậy đó là em trai em hả? Không đi à. Không đi à. Nè đụng nó cái đi. Lại đây cho dặn thử nè. Rồi dặn thử đi. Mốt lớp mua mô tô chạy nha. Nha. Chạy luôn.
chứ còn gì nữa. Bay đi chứ gì nữa không bay. Mình đang ở giữa cái đó là ruộng bậc thang các bạn hay thấy á. Đâu mà quay. Trời ơi, đụng cái vậy là không quay được, cứ ngã quay nhà. Thì em có chạy tới thì thấy anh dựng xe lên. Có đâu nha. Cái chỗ cái cầu mà nước số nước sôi nữa. Em ngã mới biết cái chỗ để cho các anh chạy chứ. Em phải đứng ra chỗ đó để em chứ cái sâu quá phải không? Đó là anh không lên được nữa. Không thì không có chớn lên. À, tại vì xuống đó là nó hụp cái xe xuống cái này. Xe. Hello, hello. Hello các bạn. Hoàng Su Phì các bạn, cái chữ Hoàng Su Phì các bạn thấy không? Đây là Hoàng Su Phì. Mà tại sao nó tên đó thì mình không biết. Wow. Ngồi đây ngắm hoàng hôn các bạn. Nè chữ Hoàng Su Phì, Su Phì nè. Nè. Hoàng Su Phì năm 2020. Đầu hàng. Đầu hàng. Mọi người đã trễ giờ nhưng mà đến đây thì cũng phải dừng lại. Chết em một cái, chụp vài tấm hình. Ruộng bậc thang, thật ra vào cái mùa mà vàng á thì nó mới đẹp. Còn năm nay người ta gặt sớm đó các bạn. Mình nghe mấy anh nói vậy. Mình nói năm nay người ta gặt quá sớm. Thì gặt sớm thì nó xanh như vậy thôi, nó cũng không vàng lắm. Nhưng mà tới mùa nó vàng ươm luôn, nhìn đã lắm. Cây có màu xanh nhưng mà có một cái đốm vàng. Thôi ngắm cảnh đẹp vậy đủ rồi ha. Tour này thì mình mong có một cái gì đó nó gọi là nó căng thẳng xíu, nhưng mà không, tour này mấy anh đi rất ok, rất an toàn và không có ai bị té. Cũng có một vài người té nhưng mà những cú té rất là bình thường, nên là tôi biết các bạn á mong chờ cái gì mà tôi biết hết á. Tôi biết mấy người mong chờ tôi té hay là hóng biến hay là drama đồ không à. Không có đâu, tour này chỉ có quay phim đẹp thôi. Drama hay không nằm trong tay tôi nè. Tour này tôi không muốn có drama. Tôi không muốn có phốt, tôi không muốn có cái này kia. Cho nên là tôi chỉ vậy thôi. Tôi chỉ quay cảnh đẹp cho các bạn xem thôi. Đẹp quá đi. Ơi. Giả bộ thôi. Các bạn đừng có suốt ngày không hớt rồi giờ vấn đề biến hay là mình bị té hay là tu nào cũng có chuyện. Thật ra thì nó xui xíu thôi đúng không? Lâu rồi đâu có cắt tóc đâu. Không cắt tóc là không có xui các bạn.
đừng có mong chờ những cái đó nữa, thấy không? Mình là con người với nhau thì mình phải có một cái gì đó. Khi suốt ngày mong mình té, mong mình thế này thế kia thì chết. Chết các bạn ơi. Các bạn thấy thế nào? Thấy view thế nào? Hành trình thế nào? Cái thứ thế nào? Để là bình luận. Thật ra thì mình cũng không biết là video này mình quay như vậy rồi mình đã đăng được bao nhiêu video lên kênh Sam Vlog và các bạn đã xem được bao nhiêu video rồi, nhưng mà hiện tại đang là dừng những ngày sắp cuối rồi các bạn. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng mình ở Hà Nội. Ngày mốt là bay về Sài Gòn rồi. Cũng chưa biết là có nên bay về hay là chạy xe vô để coi tình hình công việc, coi có ổn thỏa hay không, coi có vấn đề gì không. Chứ mình đang stop á, mà cả team vắng mình 7 ngày thì sự rụt cũng rất là lâu. Thôi nói chung là để coi nếu mà thời gian ok thì mình sẽ chạy vào, còn thời gian ok thì thôi để hẹn dịp khác cũng được. Thật ra chạy vào thì mình cũng sẽ đi được nhiều hơn, đi được động Phong Nha, ở Quảng Ngãi, Quảng Bình cái gì á, rất là nhiều động thì chạy về thì có thể ghé được, còn không thì thôi hết. Ra đây thở không cũng thấy sướng các bạn ơi. Các bạn chạy được tới đây, đi 5-6 ngày ra được tới đây mà cho nó mình nói các bạn chỉ được thở thôi. Đủ hết thôi rồi các bạn. Các bạn thấy không? Mấy người nghĩ mình khùng kìa. Mấy anh mấy chị nghĩ mình điên kìa. Bởi vậy các bạn cứ không biết suốt ngày chán các bạn quá. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy anh Hà? Ok. Rồi. Lên đầu tiên các bạn ơi.